Hồng xiêm ruột đỏ, hay còn có tên gọi là hồng xiêm ruột đỏ, là một giống cây nhập khẩu mới có nguồn gốc từ Thái Lan. Trong những ngày gần đây thì nhiều nhà vườn đã mua được giống cây này về trồng với giá không còn đắt như là như trước đây nữa. Saboche ruột đỏ được trồng đầu tiên ở một số tỉnh miền Nam nước ta. Hiện tại nhiều nhà vườn đã ươm được giống hồng xiêm ruột đỏ và rao bán với giá mềm hơn. Trước đây giống cây Saboche ruột đỏ được rao bán từ 1 triệu đến 1 triệu 300 ngàn đồng một cây. Nhưng hiện nay giá giống cây này dao động chỉ từ 200.000 đến 400.000 đồng một cây giống tùy theo kích cỡ cây lớn hay nhỏ. Saboche ruột đỏ cho trái rất to, trung bình 1,5 kg một trái. Khi bổ ra có màu sắc khá bắt mắt và hấp dẫn. Không chỉ có ngoại hình đẹp và hương vị thơm ngon, loại trái cây này được các nhà khoa học trong nước khám phá là có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt Saboche ruột đỏ là loại cây rất khỏe mạnh, dễ trồng nên được nhiều người trồng ưa chuộng nhân rộng. Nhiều hộ